chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Kiên đi tham quan cái vườn bưởi cảnh của một anh bạn này. Đây, quý vị ơi, hiện tại cái này cũng là cái vườn bưởi cảnh rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Bưởi đây thì người ta mua về trưng ngày Tết nhé. Đấy, quý vị thấy không? Bưởi rất là sai trái. Cái này người ta ghép bưởi này là bưởi ghép nhé. Cái cây bưởi đây rất là đẹp. Theo như anh bạn Kiên chia sẻ thì giá ở đây thì một cây này thì khoảng 2-3 triệu, 2-3 triệu một cây, tùy vào loại cây nào đẹp hay không nhé. Đây quý vị, đây đây này, quả rất là nhiều trái, một cây rất là nhiều trái này. Một chậu thì hai có thể hai cây. À, đây có cái trái năm roi hay cái gì đấy, trái bạch thổ quý vị. Đây, tôi ghép trái bạch thổ với lại cái bưởi đây nhé. Đây quý vị, wow, rất là đẹp. Đây là hoa cúc này. Cái này trưng ngày Tết thì rất là tuyệt vời. Wow, rất là đẹp. Cây này thì 2-3 triệu. Quý vị nào có dịp thì hãy ghé qua cái này, nó nằm bên quận 2 nhá. Nó nằm ngay cái chỗ bên đối diện với lại cái này là vườn cảnh Minh Tân. Vườn cảnh Minh Tân nha quý vị ơi. Quý vị có dịp thì hãy ghé qua đây mua về trưng ngày Tết rất là đẹp. Để thể hiện cho sự sung túc, giàu có, thịnh vượng. Đấy. Rất là đẹp. Tuyệt vời. Tết mà nhà rộng quý vị, mua một cây như này về. Nhà rộng mua một cây như này về thì trưng rất là đẹp nhá. Trưng ngoài sân đó quý vị ơi. Ngoài sân thì rất là tuyệt vời. Thì mua cái bông cúc này này, mua cái chậu cúc này về trưng cũng đẹp này. Rất là đẹp. Và giờ thì chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Ta rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của Tết Tây nên là người ta chuẩn bị về trước cái này để người ta bán Tết nhé. Đây quý vị, đây những cái cây nhỏ này là 4 triệu này. Còn những cái cây lớn như này thì là 22 triệu này. 22 triệu. 22 triệu chứ không phải 2 triệu nhé quý vị. 22 triệu. Cái này thì mua nhà rộng á, mua về để ngoài sân đấy nhỉ. Thì rất là đẹp. Ngoài sân với lại mắc bóng đèn vào thì rất là đẹp. Đây là vườn cảnh Minh Tân thôi. Đây đây cho quý vị xem cái số điện thoại địa chỉ đây này. Đây là số điện thoại địa chỉ này quý vị. Mình có dịp thì hãy liên hệ với số này mua nhá. Liên hệ với số này mình mua bưởi cảnh, cây cảnh, hoa. Đây đây là rồi chúng ta sẽ vào bên trong này xem cái vườn bưởi. Một cây này có giá từ 22 đến 24 triệu này. Cây nào bự này. Cây này chắc phải hơn đấy, hai mấy triệu. Cây to này hai mấy triệu anh? Cây to này bao nhiêu? Không vậy anh. À tất cả các cây to này 22 triệu hết ạ. À mấy cái gốc bự này là phải 25-26 triệu ạ. À. 25-26-27 triệu là mấy cây gốc bự thôi quý vị. Vào wow, cái vườn bưởi này nhìn rất là đẹp quý vị ơi. Cái này có hoa này. Đây là Tết này mua hoa về trưng cũng được, mà mua bưởi nhà giàu thì mua bưởi, nhà trung lưu thì mua hoa, nghèo nữa thì ta mua cây cúc về ta trưng được. Nói chung là tùy vào điều kiện của mỗi nhà nha quý vị. Và cái này rất là đẹp. Cây này 22 triệu nhá. Cây nhỏ nhất kia là 4 triệu kìa. Cây nhỏ này là 4 triệu này quý vị. Cây này cũng là 20 mấy triệu này. Đây là quả này người ta ghép nhá quý vị ơi. Người ta ghép cái quả. Ghép xong người ta có thể là cho thuốc kích thích. Ờ, nó sẽ sống rất là lâu. Đây quý vị. Wow. Thế
thì ta ghép thêm cái quả bạch thủ này, bưởi này. Bưởi này giống bưởi năm roi quá. Rất là đẹp. Bạn lạc vào cái khu hoa này rất là tuyệt vời. Hoa cảnh. Trái bưởi này nó được bọc rất là kỹ nhé. Và tưới nước hàng ngày này là nó không có bị héo. Wow, cái cây này rất là đẹp. Cây này rất là sung quả này. Rất là sung quả. Thì cây gốc lớn này là từ 25 đến 27 triệu đó quý vị. Gốc bự này. Gốc bự này thì ta chăm sóc rất là lâu mới được ra một cái cây như thế này. Giá nó hơi mắc. Đấy. Tết thì có người ta có thú chơi cây cảnh, có người có nhiều thú chơi khác nhau, nhưng mà đa phần có một cái cây cảnh ở trong nhà thì nó sẽ hòa rất là cây cảnh, đặc biệt là nhiều trái như này này, thì nó sẽ thể hiện cái sự sung túc, sự thịnh vượng và giàu có. Nên là rất là nhiều người người ta mua những cây cảnh về, ví dụ cây bưởi hoặc là cây quýt hoặc là cây đào, cây mận gì đấy, cây đào thôi, cây mận thì không biết nhá, người ta về ta trưng đấy, thể hiện ra sự giàu có, sung túc và hạnh phúc. Lạc vào trong cái khu này thì rất là đẹp. Đây đây có hoa này quý vị. Hoa này rất là đẹp. Một chậu hoa này thì đỏ đỏ này là bao nhiêu anh nhỉ? 60.000. À đây, cái chậu hoa đỏ này là 60.000 nha quý vị ơi. Hoa đỏ này 60.000 nhá. Chậu này cây này bao nhiêu anh? Cây đó 200. À đây 200. Cái này gọi là cái gì anh nhỉ? Bà Lý Dương. Bà Lý Dương à, đấy cây bà Lý Dương nha quý vị. 200.000 một chậu nhá. Đấy, mình không phải dân cây cảnh nên là cũng không có hiểu biết nhiều về cây cảnh, nhưng mà hôm nay thì tiện thể là anh bạn dẫn qua đây. Tiện thể là quay lại chia sẻ với quý vị luôn. Đấy là cũng là sắp bên Tết rồi nên là người ta chơi cây cảnh rất là nhiều. Nên là mình cũng phải tìm hiểu để mình Tết này chuẩn bị một số chậu mình chơi trong nhà vui mấy ngày Tết nha. Ra đi ngắm bưởi, bưởi đây rất là đẹp. Wow, rất là siêu, rất là nhiều trái quý vị. Chiếu cành luôn. $22 một cây. Cây như thế này thì cái giá đó cũng là kiên nghĩ, theo kiên nghĩ thì cũng đó là cái công sức người ta chăm sóc, cũng như là người ta tạo ra được một cái cây như thế này thì nó không phải là đơn giản. Với cái giá đó thì cũng là kiên nghĩ là cũng là hợp lý thôi, không phải là mắc nhé. Tùy vào điều kiện từ nhà mà mình chơi thôi, chứ không phải là người nào có điều kiện thì người ta chơi, không có điều kiện thì ta có thể chơi cây nhỏ hơn hoặc là chơi hoa. Không nhất thiết là phải chơi bưởi nha quý vị. Ở đây cái cây này rất là nhiều trái. Đấy, quý vị thấy không? Đây mình có thể chơi cúc cũng được. Cúc này thì cũng mấy trăm ngàn một chậu thôi. Có thể chơi được. Đây đi vô trong này xem cái khu trong này. Mấy cái bưởi trong này rất là đẹp. Chậu thì cái chậu này, cái chậu này ta làm rất là kỳ công này. Này hơi mắc. Đây, đây trong này có mấy chậu nữa này. Chăm sóc cả năm chỉ có đợi mùa Tết là thu hoạch thôi quý vị. Nên là người ta bán giá đó thì cũng hợp lý thôi. Cả năm trời mà. Không phải một ngày hai mà tạo ra được cái cây như thế này đâu đúng không?
này là cũng đứng gần cây bưởi rất là thơm, mùi bưởi rất là thơm. Rồi xin kính chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Xin trân trọng mến chào. Nhân dịp năm mới thì Kiên cũng xin được chúc tất cả quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, giàu có và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống nha. Có một cái năm mới, đón năm mới bên gia đình người thân thật ấm áp. Ngoài Bắc thì ấm áp, mà trong Sài Gòn này thì thật là hạnh phúc, được sum vầy bên gia đình thì rất là tuyệt vời. Đấy, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với kênh Sài Gòn Travel TV trong suốt thời gian qua. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.